Trong phần tiếp theo của chương trình, xin mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu 2 trong số 6 bài tập cùng với dây kháng lực TRX và ống lăn qua phần chia sẻ của huấn luyện viên Brian Bullock. Và trước tiên sẽ là phần điểm lại 4 bài tập của tuần trước. Trước khi đến với bài tập cùng dây kháng lực, tôi giới thiệu với bạn bài tập Farrow Exercise, bài tập cùng ống lăn, giúp giảm stress, cải thiện vòng tuần hoàn máu và giảm nguy cơ chấn thương và phục hồi sau chấn thương. Trước tiên, chúng ta nằm ngửa trên sàn, tì phần lưng trên lên ống lăn, đan hai tay ở phía sau đầu, giữ đầu gối gập và đặt hai bàn chân lên mặt sàn. Đầu tiên là việc tác động tới phần lưng trên bằng cách từ từ ngửa đầu về sau, mở rộng vai và ngực. Lặp lại động tác này 2 đến 3 lần. Tiếp đến, chúng ta di chuyển ống lăn xuống phần thân dưới bằng cách đẩy cơ thể về phía sau một chút và tiếp tục thực hiện lặp đi lặp lại tương tự. Ống lăn sẽ tác động tới từng vùng cột sống, tiếp tục mở rộng vùng ngực và vai, kết hợp ngửa đầu về phía sau và chúng ta cảm nhận phần cột sống đang được giãn ra. Bài tập cuối cùng, chúng ta sẽ thực hiện cùng với một công cụ gọi là TRX Rib Trainer. Đây là thiết bị được gắn kết bởi một thanh gậy và một dây chun có tính đàn hồi, giúp tăng sức bền và sức mạnh phần cơ trung tâm. Tư thế setup, hai chân đứng rộng bằng vai, hai tay mở rộng, siết chặt cơ bụng và bắt đầu xoay phần vai, phần hông cố định. Khi bạn đưa gậy lên thì giữ trong vài giây, sau đó từ từ đưa về vị trí ban đầu như sau. Sau đó bạn hãy quay người lại và tập với bên còn lại. Vâng, đúng như vậy. Rất tốt. Bạn có thể lặp lại 10 đến 15 lần mỗi bên và bạn sẽ cảm thấy phần cơ trung tâm đang nóng lên. Phần cơ trung tâm sẽ tác động đến khả năng vận động của bạn khi bạn swing vì nó là nơi tạo ra nguồn sức mạnh chính. Rất tốt. Và bạn nhớ tập đều cả hai bên để tạo sự cân bằng cho cả bên tay trái và tay phải.
Giang, bạn cảm nhận thế nào về buổi tập ngày hôm nay? Tôi cảm thấy rất tốt. Tôi hy vọng rằng sau các bài tập này, tôi sẽ tăng thêm khả năng linh hoạt, sự vận động và sức mạnh cũng như sức bền khi chơi gôn. Tôi cũng tin như vậy. Và tôi cũng khuyên bạn nên tập luyện bài tập này thường xuyên. Khi bạn đến phòng tập, bạn có thể chạy hoặc tập cùng máy tập. Và bạn có thể thêm vào đó các bài tập cùng dây kháng lực. Có thể là 2 hoặc 3 lần một tuần, vì nó rất tiện lợi cho bạn có thể mang theo và di chuyển. Thank you very much. Nice to meet you. Nice to meet you too. Good. Bye. Nhìn thì rất là đơn giản, và khi mà tập thì với có những cái động tác máy á, thì mình có được tập với các dụng cụ hay là những cái dây như là bạn đã thấy thì nó không hề khó khăn, nhưng thực sự cái hiệu quả nó mang lại thì rất là tốt. Tôi cảm giác được từ cái hông, từ cái đùi hay là từ cái ngực hay những cái cơ của chúng tôi giãn như thế nào là tôi đều cảm nhận luôn trong cái quá trình mà tôi tập, và tôi cảm thấy rất là tuyệt vời.